Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9 và cùng nhau xây dựng những đội hình bá đạo nhất của mùa 9 anh em. Rồi, tiếp tục là cái series thực hiện những cái thử thách của anh em đã bình luận ở trên kênh YouTube của mình. Rồi, trận này thì mình sẽ làm về cái ý tưởng của bạn Su Thối. Đố anh Kelly làm được Demacia mạ vàng ở level 7. Em gọi cả lò nhà em vào live ạ. Úi trời ơi, cả lò nhà em vào live à, căng đét nhờ. Theo anh em thì level 7 có thực sự là tồn tại Demacia mạ vàng hay không? Chứ tôi thấy là cực kỳ khoai luôn. Tại vì trong cái bộ tộc Demacia này ấy, là chúng ta có những cái quân kiểu 4 tiền, như như là con Lux này, con thứ hai là con kiểu con Zavan, Zavan, hai con 4 tiền là thực sự rất là khó khăn rồi để có thể lên được gọi là tướng 4 tiền 3 sao ở level 7 thì nó đã là khó rồi ấy. Cơ mà lại nó lại là bắt buộc là hai con Demacia căng đét, mà chắc là cả lò của Sù Thối ấy, thì chắc là nhiều like đây, cho nên là mình sẽ thực hiện luôn nhé anh em. Trận này thì bán sống bán chết thực hiện thử xem là có làm được Demacia mạ vàng hay không. Không những thế là có Garen, Sona đấy, hai con này cũng bậc 3 tiền, mà cũng hên là không có con 5 tiền trong cái bộ Demacia này. Chứ trận lần trước là tôi vẫn chưa thể nào mà làm được cái ý tưởng là hư không hạ vàng có cả Bell vét, cực kỳ khó luôn anh em ạ. 19 tiền này. Rồi, xem nào. Ui giời ơi, loại bạc à. Ui, hộp Pandora, hộp Pandora. Ngon cơm. Chắc chắn là mình sẽ lấy hộp Pandora rồi anh em ơi. Đổi lại mấy cái này cho vui vậy thôi. Cay le luôn này. Mình sẽ cho cay le vào để có thể giữ máu đi. Vẫn chưa có 3 Demacia. Mấy con một tiền này thì tôi bắt đại đi. Cứ sao để đây. Đấy, hợp lý chưa? Làm luôn cái cuồng đao đi. Hợp luôn các bạn. Kẹp thêm con Z này có đồ tể là tuyệt vời. Với cả nhân tiện đây, anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ để lại cho mình những cái ý tưởng bá đạo của anh em để mình có thể thực hiện nhá. Đấy, ý tưởng nào càng khó thì mình lại càng thích. Và mình sẽ chọn lọc ra những ý tưởng nào chất lượng và hay, và mình sẽ ưu tiên làm trước nha anh em. Đấy, và đừng quên ủng hộ mình bằng một nút like và một nút đăng ký kênh để mình có thể có nhiều động lực ra những cái video chất lượng hơn. Đấy. Ui, nhớ là ấn like xong rồi ấy, thì ấn thêm cái subscribe nữa và bấm nhẹ thêm quả chuông để mỗi khi mà mình ra những cái video mới nhất thì anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Biết đâu cái ý tưởng sắp tới của mình làm thì lại là cái đội hình mà anh em yêu cầu mình sao, đúng không? Rồi, với cái hệ Demacia này thì nó rất là hay. Khi mà chúng ta chọn ra được một con tinh anh thì anh em xếp những vị tướng xung quanh những con tinh anh thì sẽ nhận được cái lượng giáp và lượng kháng phép nhá. Giải thích cho anh em nào chưa hiểu thôi. Chứ mình nghĩ là anh em nào chơi Demacia chắc hẳn cũng đã quá quen thuộc. Và trong cái bộ tộc này sẽ chọn ra những cái con tinh nhuệ. Những tướng tinh nhuệ thì nó sẽ là những con mạnh nhất và nó sẽ được cầm những cái trang bị ánh sáng. Violet hàng lởm. Nhà này thì có con Axan. Quá khó chịu. Là con lắp đồ nó có thắng được tôi đâu. À tôi có thắng được đâu mà lại lắp đồ. Mệt mỏi. À, thanh niên này chắc là lắp đồ để giữ cho hộp Pandora không đổi đây. Ừ, lỗi tôi. Cái lè. Cái lè hai. Gì. Đây. Trước tiên thì mình sẽ xào để có thể tìm kiếm con cây lè 3 sao và con Poppy trước. Sau đó bậc 2. Bậc 2 vàng thì nó sẽ là con Galio, còn bậc 3 thì sẽ là Garen và
và con Sona. Đấy, cứ ưu tiên từng bước một các bạn ạ. Chứ chúng ta đừng từng vội vàng. Bây giờ mà chúng ta roll ấy thì nó ra tướng thì lâu lâu anh em mình cũng bị cấn. Cứ để hộp Pandora nó xào giúp anh em mình. Mà level 7 thì cái tỷ lệ xuất hiện những vị tướng 4 tiền là 15%. Thì mong sao xuất hiện nhiều nhiều một chút. Thì đây là cấp độ mà mình nghĩ là vừa roll 4 tiền và vừa roll 3 tiền. Nhưng mà trước tiên đấy thì mình sẽ cần phải có được Kale, Poppy và Galio ở level 6 trước đã. Chứ không có là lên cấp 7 roll cũng khoai hết. Rồi, 86 máu. Về lượng trang bị thì cuồng đao đã có. Sona cầm cung này. Đấy luôn. Ừ. Anh em này đi. Anh em thậm chí còn ra trước mình. Tại vì lưỡng lự băn khoăn, cho nên là mất cơ hội lấy đồ sớm thôi. Trước khi mà đi chợ thì anh em phải xem là mình đang cần thiếu cái gì, mình đang gọi là muốn lắp đồ gì thì anh em phải pick ngay. What the fuck, ba Garen. Đùa. Vãi cả nồi. Thề luôn. Wow, phê vãi. Với tỷ lệ là 15% mà nó ra cho mình 3 con Garen một lúc à. Thực sự là quá thơm kèo. 4 Demacia rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể cho 5 Demacia vào cũng được. Nhưng mà dại gì, anh mình đang giàu, đang nhiều tiền. Đấy. Và thậm chí bây giờ thì còn có cơ sở để có thể đánh chuỗi thắng luôn. Nhưng mà gặp nhà Kai'Sa level 5 vòng 2.5. Phải cứ thế. Kalista thế này thì trận thua thứ 4 rồi. Trận thua thứ 4 là cái chắc rồi. Ông này thì có kiểu can trường này, quần đảo bóng đêm này, thách đấu này, lại còn thêm cả hư không nữa. Quá chi là nhiều hệ. Mà cái bạn powder hàng hiệu này thì cách xa sớm hên mãi. Wow. Cái một cái mẹo nhỏ là anh em trong cái quá trình mà cửa hàng nó anh em mua kịp và cho vào ô hộp Pandora ấy thì vẫn có thể xoay được nhá anh em nhá. Không biết là round này có thua được hay không. Tôi đang muốn thua tí để có thể tròn 5 trận thua cho gặp top 1 đấy. Mà top 1 thậm chí là đội hình Ionia này giấy vãi. Vẫn được top 1 cấp 5, 50 tiền. Wow, Viogo 2, Mazaha 2, Maokai 2. Chứ tôi thua nha. Kalista cuồng đao là đẹp ở đấy. Bạn này thì AFK. Trận này thì tôi thấy anh em sống rất là chậm dã. Chậm rãi, kiểu ông nào cũng thích tiền. Một trận đấu về lay game thực sự rất là ghê rợn đây. Tôi thấy ông nào cũng kiểu 40-50 tiền. Ông này cũng 50 tiền này, giàu ác. Poppy. Chưa phải là Poppy ba sao. Và cái vùng đất của cái trận này thì chắc hẳn là anh em cũng có thể thấy vùng đất Yogdo và đầm cua. Những con cua kỳ cục này thì anh em mình chắc chắn là đánh bại được. Cho nên là cũng chả cần phải sắp xếp cái đội hình gì nhiều. Tập trung vào xếp cái đội hình này. Cua này nó đâu có đánh mình đâu. Cua kỳ cục. Mình mà bây giờ cái loại thứ hai mà ra kiểu vé trúng thưởng nhờ. Trời ơi nó sướng. Ui rất là nhiều tiền. Phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại. Nhón. Cho tôi một con gì đấy đi. Hai cái le à. Wow. Gì đấy. Cả cái le ở đây nữa à. Mình sẽ roll một chút đồng. Nhưng mà trước tiên phải úp cấp đã. Cấp 5 là cấp độ có cái tỷ lệ mà 45% xuất hiện những vị tướng 1 tiền. Thì nó cũng tương đối gọi là dễ ra thôi. Đấy. Sardin bắt 1 tiền cả 2 tiền cũng được. Ồ sao mình không thay con ấy ra nhở. Level 5 rồi mà.
làm nhẹ một cái thú tượng cho Garen, lấy thêm khả năng phòng thủ. Nghệ sĩ nhân dân SD, ông này đít đít pịt à, rồi ôi, nhưng mà nhà chơi Kai'Sa vãi luôn ạ. Nhà này không khéo là chơi Ionia và Kai'Sa rồi. Thách đấu Yasuo Kai'Sa, mà đội hình của chúng ta thì bây giờ nhiều tướng 2 sao rồi, cho nên là ăn tuốt. Cái này 3 boom. Ô từ từ, 3 cây chùm lại tận tụy hết lòng, nhận 2 trang bị thành phần túi đồ cỡ đại. Về hạng wow, nhà thật phiệt. Cũng ngon, cũng ngon, lấy luôn đi. Tôi đang gọi là tính đổi lại để có thể tìm cái mà vé hạng vàng anh em. Rồi, cái này 3. Nhưng mà thôi, đổi lại làm gì. Tại vì nhà tài phiệt khi mà chúng ta tích thật là nhiều tiền. Với cả bây giờ mình đang có gọi là trên ngưỡng 70 cơ. Thoải mái. Giải thích qua về cơ chế của nhà tài phiệt cho anh em nào chưa biết, thì lợi tức hàng ngày của chúng ta tối đa là 50 tiền, thì đồng nghĩa sau mỗi vòng đấu anh em sẽ có được là 5 vàng sau mỗi round. Nhưng mà với nhà tài phiệt thì chúng ta sẽ có một cái ngưỡng mới là 70, và sau mỗi vòng đấu chúng ta sẽ nhận được 7 tiền lương, tiền lợi tức. Đấy, tài chính. Nhưng mà đôi khi nó cũng có cái sự rủi ro khi mà chúng ta lại ôm nhiều vàng. Rồi bắt đầu có những trận thắng khi mà có Kayle 3 sao cực sớm. Không phải là sớm nhưng ở vòng 3.2 là ổn áp rồi. Tôi còn thiếu con Poppy nữa. Mình sẽ lên cấp 6. Ôm những cái vị tướng 2 tiền như là Kassadin ở đây. Chút nữa chúng ta nếu như mà lên được Kassadin 2 thì anh em sẽ có thể là cho vào hàng chờ Pandora. Bây giờ thì chỉ cần hàng chờ Panora đổi lại cho mình một con Poppy nữa thôi là mình sẽ chơi liều roll tìm Poppy 3 luôn. Tại vì cửa hàng vòng 3.3 vừa rồi cho mình hai con Poppy, quá là hời. Dần dần anh em mình đi lên hết, không phải vội, không việc gì phải vội cả. Rồi nhà này thì vừa lựa chọn cái trang bị kim long. Cái trang bị kim long đầu tư kiên định này thực sự là một cái mà kiểu sau khi mà thua 8 trận của cái vị tướng đấy, anh em sẽ nhận được một cái là trang bị cánh tay kim cương, thì nó sẽ có hai ngưỡng bất tử. Hai ngưỡng bất tử ở đây là kiểu cái ngưỡng máu của nó ấy. Trang bị đấy còn có thêm cả tiền nữa cơ. Bá lắm. Chợ nào? Không phải là Javan và cũng không phải là Lux. Nó là Nasus, Yasuo và con Sen. Lại hợp với những nhà chơi Ionia quá nhở. Rồi chắc mình sẽ lấy con Sen này đi. 4 tiền. Bắt đầu ôm dần tìm Lux các kiểu đây. Ôm dần những vị tướng 4 tiền. Poppy. Vãi nồi vẫn chưa ra Poppy ạ. Cho con Sen này vào đây. Với Sen thì nó sẽ kích hoạt được tận 2 hệ cho mình. Ui. Là hiệu triệu nhân và căn trường. Galio với cả Poppy. Ê, một con đấy nữa thôi cho nó đỡ bị hàng chờ nào. Con Poppy cho đỡ bị kẹt nào anh em nhỉ. Bây giờ khó quá rồi. Poppy nữa là anh em mình giải thoát được mấy con một tiền. Là bây giờ tập trung xào 2 tiền và 3 tiền. Đấy. Wow, một nhà chơi ra van phiên bản cảm tử à. Bên này thì đã có 6 hư không rồi. Chúng ta đang phải đối đầu với Powder hàng hiệu. Lựa chọn cho mình là hai loại công nghệ liên quan đến kinh nghiệm, cùng Dagusu và Sojin. Những loại trang bị mà có nhiều khả năng hồi năng lượng cho Kai'Sa, nhưng thực sự là chưa có quá nhiều sát thương, cho nên là anh ta đã phải trả giá. Nếu như mình chơi Kai'Sa thì kẹp thách đấu thì mình sẽ không lắp kiểu cuồng đao nữa. Sojin, gam bổ thạch và quyền trượng chẳng hạn. Đấy. Rồi xong, bắt đầu có dấu hiệu khó chịu đấy. Sona và Galio, mình sẽ phải bán hai con này đi.
Cay thế nhờ. Có Poppy nữa thôi. Để có thể tối ưu về lượng tiền và khả năng roll thì mình sẽ chưa chưa làm gì vội. Mình đang muốn roll nhiều 4 tiền hơn. Cho nên là chưa roll được vào cấp 6 này vội. 30% tốc đánh trong 5 giây cho những cái con trúng chiêu của Sona trong team của mình. Bên này thì chắc là cũng được. Tử thần ma khách. Nhà này thì hư không rồi. Đội hình chuẩn bài đấy. Xác định chơi hư không thì anh em mình có một ấn là đẹp luôn đấy. Cái le. Chúng vậy chứ cái le đẹp cực ngon ở những cái giai đoạn giữa game như thế này. Chưa kể là chúng ta lại còn có một cái con Garen cực trâu. Khoai quá, khoai quá. Khoai khoai toàn khoai rồi. Poppy, vãi cả đái. Cái này thì đã có rồi mà không ra nổi Poppy ạ. Đùa. Đùa gì mà nó dai vậy. Bắt đầu khó chịu Poppy rồi đấy. 7 Ionia, 4 thiện xạ. Zaun. Wow. Anh em hình như đã chốt bài cả rồi. Rất là may mắn cho mình khi mà không ai chơi Demacia trong trận này. Kể cả có người chơi Yordle hay là gì đấy khác thì cũng không ảnh hưởng đến mình lắm. Những mặt hàng Poppy thì nó cũng có rất là nhiều. Ui, nhiều tiền vãi. Wow. Poppy đi mà xin mày đấy. Vãi nồi. 100 tiền rồi. Làm những cái giao điện đi. Có chịu nhờ. Thực sự là quá cay luôn. Mình sẽ đợi xem là vòng 4.2 có lỗi gì. Nếu như là vé trúng thưởng thì xin game. Zihin 3 đồ. Đồ của Zihin đấy, đồ của Yasuo chứ. Đúng không? Anh công nhận với mình không? Rolling, Evelynn. Nhà này thì quần đảo bóng đêm. Mà có một chút kết hợp giữa Zaman cảm tử. Có cho mình được Heimerdinger nhưng chưa có một nâng cấp nào cả. Vì Zaman nó nổ này anh em này. Ồ, con Zaman này Zaman không phải cầm tử. G-Wen 2 mà to à. Cái le của mình trông vậy chứ. Quá thơ bị chiến rồi nha. Poppy đi mà. Vậy chú thưởng. Rồi. Độc dược sĩ. Thôi, lấy túi đồ siêu cấp đi, 15 tiền. Lại là cây le. Ôi, Poppy này. Cái hàng chờ Pandora này có phải lỗi không? Ui rồi. Poppy 3 ở đây thôi, tôi dẹp mẹ mấy con này đi, bực mình. Xong Na 2 này. Hai con Jerry. Wow. Khó chơi điện tử rồi. Garen này. Ui. Poppy ơi, ra giùm tao cái. Poppy thì thực sự nó bán độ nhà mình quá anh em ơi. Thề luôn. Đang bảo thạch à. Bảo thạch thì chút nữa anh em mình chơi ấy cũng được nhỉ. Là lắc. Lắp đi. Một Poppy, hai Garen. Rất là nhiều Galio. Lắc với cả Zaban thì chưa xuất hiện một con nào. Bây giờ mình chỉ có mỗi một con cây này là 3 sao thôi. Trời, con Sen này. Sen cầm đầu này thì thôi. Khả năng hồi phục máu, bọc giáp là rất nhiều. Một con Sen này thì kiểu bọc giáp cũng khó chịu phết. Đây rồi. Mà chó Poppy Garen. Đây, nice. Ra van luôn. Ồ, Heimerdinger à, thôi, thôi, thôi. Nhiều khi là ước Heimerdinger sớm để chơi hack tiền cho nó. Một trận này thì phải thực hiện ý tưởng đã. Ồ, rất là nhiều Teemo. Bắc nha. Ồ, chơi bán hơi sớm. Đáng lý ra mình không nên bán cái con Teemo đấy. Để xào thành Galio chứ nhở. Sai thực sự. Sen à. AFE 2. Bây giờ mình sẽ tập trung xào lại những con 4 tiền trước.
Tại vì 3 tiền thì roll ở cấp độ 7 là 35%, thực sự là rất là cao. Anh mới chơi được. Ok, level 8 nhưng đâu lại được mình. Mình có Garen 3 cực trâu rồi. Lượng đam thì đương nhiên là Kayle đam chính. Ui, 72 máu quá à. Anh em nào cũng chất mà, mình công nhận là đội hình Demacia này mạnh vãi. Trong phiên đi chợ lần này thì cũng chả có Lux, chả có Zavan. Kiểu anh em mình khều được con nào thì hai con đấy luôn ấy. Mà chả có con nào. Với 7 Demacia thì sẽ có được 3 tướng tinh nhuệ, 50 giáp và 50 càng phép cho những cái vị tướng đồng minh xung quanh nữa. Khi mà xếp cận thôi nha anh em nhé. Xếp lẻ tẻ thì chả được cái gì đâu. Ok, mình sẽ lấy luôn con Ugot bổ tiền. Càng đét. Bùm, ui. Chúng ta có một con Lắc. Ui, hai con rồi. Vãi chưa? Zeri. Hai con Lắc, hai con Sona. Đây. Tôi sợ là bị ấy quá. Ồ, Java nữa này. Nó phải là như thế này thôi các bạn. Sen thì chưa lên 2 nhỉ. Mình lại chưa thay kịp con Zaban vào vị trí của con Sen nữa. Mà ra sao mình sẽ thay nhá anh em. Được cái trận này cũng may mắn cho mình khi mà xuất hiện một cái nhân vật tướng cỡ lớn. Khi mà thiếu con gì thì anh em mình có thể sử dụng Zion phiên bản siêu đấm bốc. Thách đú luôn. Mạnh đi chứ. Cơ mà mạnh với ai chứ, tôi mạnh hơn. Tôi là mạnh nhất rồi. Bèo vét à. Gờ quen làm gì đấy. Sen 2 này. Galio. Thôi thêm vào đây đã. Lắc 2 ngon. Mình đang có full ô của cái hộp Pandora rồi, cho nên là mình sẽ vẫn giữ lại cột mốc 70. Trận này mình có linh cảm là có thể làm được ấy. Level 7. Giờ nó xào cho mình xào một phát ra hai con lắc. Đấy là nhà mình lên lắc 3. Xào thêm một phát nữa. Xào ra van. Hai con ra van nữa. Ui sổ ra van 3. Trận đấu trong mơ. Mà thực sự là level 7 là quá khó để có thể có được một vị tướng 4 tiền 3 sao rồi đúng không anh em? Mình có hai tướng thì có vẻ nhân phẩm đấy nhờ. Ôi ôi ôi. Thắng mạnh, thắng đi, thắng đi. 10 trận thắng liên tục của tôi. Cứ tưởng là bị mất chuỗi ở vòng này thì rất là cù cay luôn. Bùm. Cũng được một con, ngon. Vậy là chỉ cần một con lắc hai sao nữa thôi là anh em mình lên lắc 3 luôn này. Xem. Wow, Zaban 2 ngon phết. Sona. Không có Zasu 2 nhỉ? Zasu 2 để mình xào gái. Vòng này thì đầm cua chắc chắn có nhiều tiền. Nọ thôi chơi một cái trận hộp Pandora có AP 3 sao ở vòng 4.3 cơ. Hay lắm. Boom. Zavan à. Lasua. Set. Cái nào set nha. Huy động không cần nhiều nhưng mà đồ đạc nó cho nào anh em mình lắp đấy. Cái này dây chuyền trục tội. Ném luôn cho Zavan đi. Như vậy thì lắc nó sẽ mất đi cái hiệu ứng của ấy nhỉ. Hiệu ứng tinh nhuệ mà không sao. Từ thần ma khách nhà này đồ cách xa đẹp thách đấu hư không và đang thỉnh cho mình triệu hồi con Baron đây. Level 8 vẫn còn 50 tiền, thế như giàu ác vậy. Bảo sao không muốn top 1. Top 1 ở thời điểm này thôi. Mãi rồi. Cái này thì mình bị kẹt rồi. Sức đau thế như này gái. Sức đau luôn chứ còn gì nữa. Demacia.
Lag. Ui rồi ôi. Nice. Vậy là chỉ còn đúng một con Java nữa thôi các bạn ơi. Là anh mình đã làm được là hai con bốn tiền. Ờ nhưng còn Sona với cả là Galio đã. À, quên ấy, quên hai thằng em. Hai đứa con ghẻ. Máy chiếu à, thoải mái. Wow, máy chiếu hay làm gì đấy thì anh em có thể đấm mình đi. Bây giờ mình muốn thua đi, để có thể cho cái lobby thở một chút. Vì lắc 3 sao thực sự là quá minh thái rồi các bạn. Nó chỉ cần xịt một phát thôi. Bất kỳ con tanker có vuốt rồng hay là gì đấy thì cũng bay màu. Ngoại trừ có những cái hiệu ứng bất tử. Đấy, hiệu ứng bất tử đấy anh em thấy không? Bất tử của con Ugot. Kiếm của tay bạc. À, cánh tay kim cương. Rồi, nhưng mà thì đi mất rồi. Chả còn hiệu ứng bất tử ở đâu. Thậm chí con lắc này nó có thể, nếu như mà có bùa xanh sớm ấy, nó xịt luôn cả 5 tiền đấy. Nhưng mà 5 tiền 3 sao đấy. Xong ra 3 này. Ugot này, ok, ok. Từng bước. Không chùn bước, đúng không? Hai Nasus nên đầu tư một chút. Galio. Galio 3 luôn không? Ionia và thách đấu. Level 9 rồi sao? Rồi xong anh em thấy con lắc nó cầm bùa xanh mắt lành chưa? Rồi Galio 3 rồi. Vậy là chúng ta chỉ còn thiếu đúng một con Java nữa thôi thì sẽ có được Java 3 sao. Cố lên Cường ơi. Trận đấu siêu phẩm có 102 mà mình nghĩ là chưa ai làm được. Tại level 7. Không có Java, có ấn của quân sư. Thôi, hay mình lấy cái mũ nhỉ? Mũ về cho Lux nó đội. Đấy. Đội cho xinh gái, đầu trần thế này đi nắng đen hết cả da. Javan. Chưa có Javan. Khó, mình sẽ nhường anh em một chút nhá. Có một cái nhân bản tướng cỡ lớn ở đây rồi. Với cái đội hình hiện tại của mình chắc hẳn là cũng không bị thua quá đậm sâu đâu. Ôm nhiều bốn tiền như này. Chưa kể là những anh em khác lại chơi kiểu cái đội hình trái ngược với mình ấy. Đấy, ra xua cách xa. Một bạn chơi Javan 2 rồi. Cho vào đấm lại cái. Gặp ông không? Không gặp. À đây đúng rồi, gặp. Không phải, ông này không chơi Javan. Ông Thiên Kim tiểu thư này không chơi Javan. Tôi tưởng gặp ông Javan thì tôi đấm. Wow. Kama cũng không phải dạng tầm thường. Trong đấy thì sao? Powder hàng hiệu đang phải đối đầu với tư thần mã khách. Còn hàng Java này thì nó cũng có nhiều thôi. Javan kéo được Kassante 2. Chắc chắn là lần round sau mình sẽ gặp Powder hàng hiệu. Mình cần phải đấm chặt nhà này để có thể tìm lại mặt hàng Javan. Không thấy con Javan nào nữa đây này. Mình mới chỉ sở hữu có 4 con thôi. 5 con nữa. Wow, thách đấu Aatrox các kiểu. Sự là quá ghê. Lắc của mình thì nó random ra cái trang bị là ngọn thương Soji, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Ui ôi, có đụng đến con nào con đấy niệm luôn vậy. Kassante. Rồi xong. Tính tiền cho Powder hàng hiệu luôn. Hết cứu nổi rồi. 12 máu. Múa à? Múa đi đâu mà múa. Vậy là chỉ còn mình với cả tư thần ma khách thôi. Có Java đây rồi, chỉ còn một con nữa thôi anh em ơi. Mình sẽ all in luôn. Đấy rồi. Nice. Break Simon. Được chưa anh em? Level 7. 7 Demacia mạ vàng. Thực sự đây là đội hình Dream Team rồi. Chỉ có trong mơ mới xuất hiện đội hình này mà thôi.
nhưng mình đã có thể đạt được cho anh em mơ thành thật cái đít rồi. À nhầm nhầm cái đít hai à, vậy. Cái đít này ở nhiều miền khác nhau, nó nhiều nghĩa khác nhau ấy. Thì anh em cứ hiểu là mình là cái rắm này, nha. Sợ chưa, sợ chưa? Để ma sinh ra mạ vàng nó phải là như thế này. Đẳng cấp. Đẳng cấp. Ok chưa? Bên này thì hư không, nhưng chỉ có hai con 3 sao rồi. Có triệu hồi cả Baron rồi. Baron này phải Baron 5 sao thì may ra ăn được mình. Úi giời ơi, mạnh quá. 8.166 sát thương. Ui rồi, vẫn còn những khán giả ở xem anh em mình nữa. Hài vãi. Mình sẽ roll chơi chơi cho vui nhá. Nếu lên được có Azir 3 nữa thì phê. Đấy, đầu đấy bắt đầu vào cầu đấy. Đồn bắt đầu vào cầu này thì anh em mình bú đấy. Sejuan đi. Wow. Zeri. Gwen 2. Rồi ok. Với cái đội hình này thì anh em mình chả cần check map hay là chả cần xem trộm hay gì đâu. Thoải mái đi. Giờ nó sao một phát ra hai con Azir nữa. Bing. Ui giời ơi, Yasuo và Hasagi đẹp, nhưng cũng chả giúp cho tử thần ma khách làm được gì đâu. Tôi là đang có một cái lõi là lõi từ chối tử thần rồi. Rồi xong ra cái sai bắt của ông này đầu hàng ấy, mình không được quẩy tốt round. Bán luôn, ok. Được chưa, anh em nào còn thử thách nào khó hơn thì bình luận ngay đây. Bình luận ngay đây. 8 hư không, 10 hư không ra đây. Bán không? Bán nhầm là niệm luôn đấy chứ. Đừng quên là ủng hộ mình một nút like nhé em nhá. Siêu phẩm như này là phải dập nát cái nút like rồi chứ có cái gì nữa. Và round đầu cuối cùng, Baron ra đây. Ui dồi ôi, có giết ác quỷ thế này thì Baron 3 giây. Ui dồi, 7999. Lắc K3 này. Ok, một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nhé. Bye bye.